Kính thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi đã báo hiệu một năm mới bắt đầu. Nhân dịp năm mới 2020, thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị khán giả một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin buổi sáng đầu tiên trong năm 2020 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, tối qua người dân cả nước đã cùng nhau tận hưởng thời khắc chuyển giao năm cũ và đón chào năm mới 2020, và đặc biệt hơn, đó cũng là thời khắc bước qua một thập kỷ mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, để đánh dấu sự kiện này và cùng với người dân hướng đến một năm mới nhiều triển vọng, thành phố đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, tạo không gian vui chơi giải trí đa dạng cho người dân. Ngay từ sớm, nhiều người dân đã có mặt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh để chờ đón lễ hội ánh sáng Countdown Light 2020 lần thứ 3 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, khiến khu vực trung tâm thành phố vốn dĩ đã nhộn nhịp lại càng sôi động hơn bao giờ hết. Mình mỗi năm là mình cứ háo hức là chờ tới cái ngày này để đến đây để mà tham dự chương trình gọi là đếm ngược thời gian để mà chào đón cái năm mới. Mà năm nay mình đang kỳ vọng là một cái chương trình ánh sáng và ca nhạc rất là lớn. Năm nay là cái năm đầu tiên dự lễ cao đao 2020. Thấy đường phố rất là vui. Thấy không khí là coi như sôi nổi, nhộn nhịp lắm. Đúng 22 giờ, lễ hội chính thức được mở màn trong không gian ngập tràn ánh sáng nghệ thuật. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc đón chào thập kỷ mới. Đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2020, những tiếng đếm ngược bắt đầu vang đón chào khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và khởi đầu năm mới. Rất là sôi nổi, nhiều bài hát hay và rất là cuồng nhiệt. Mình chúc mọi người năm mới thành nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và gặp thật nhiều may mắn. Hòa cùng không khí lễ hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khoảnh khắc chào đón năm mới, hàng ngàn người dân thành phố cũng đã được thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn quận 2, tòa nhà Landmark 81 quận Bình Thạnh và công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Thưa quý vị, với màn pháo hoa rực rỡ này không chỉ báo hiệu một năm mới chính thức được bắt đầu, mà đây còn là thời điểm mà mọi người muốn gửi trao cho nhau những lời chúc về một năm mới bình an và hạnh phúc, và cùng nhau kỳ vọng về một năm mới phát triển rực rỡ để mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng chung tay xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Màn trình diễn của hôm nay là rất đẹp và nhiều hướng để cho dân có thể xem được tốt. Tất cả người dân ở thành phố là đón một cái Tết đầm ấm sum vầy. Màn pháo hoa năm nay rất là hoành tráng và rất là nhiều màu sắc, nhìn rất là đẹp và phong phú. Em kỳ vọng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển đa dạng ngành nghề hơn cho sinh viên. Ngoài ra thì có thể phát triển đa dạng về các ngành công nghiệp hơn ạ. Bên cạnh các sân khấu vui chơi giải trí, các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được trang hoàng rực rỡ để chào đón Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui chơi trong suốt lễ hội. Tối qua, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới 2020 do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại trường tiểu học Quy Đức, huyện Bình Chánh, một trong những địa phương có tốc độ gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh của Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tiết mục đặc sắc. Chương trình đã mang đến cho người dân huyện Bình Chánh những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn với đa dạng thể loại, từ nghệ thuật hát bội truyền thống, đờn ca tài tử đến ca khúc mừng Đảng, mừng xuân sôi động. Chương trình cũng đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của thành phố và chính quyền địa phương đối với đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn, là dịp để cùng nhìn lại một năm 2019 với những phát triển đáng ghi nhận và gửi gắm những kỳ vọng về sự phát triển trong năm mới của huyện Bình Chánh nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong công cuộc xây dựng văn minh đô thị. Một năm mới lại đến, trong không khí hân hoan vui tươi đang lan tỏa khắp mỗi căn nhà góc phố. Đây cũng là thời điểm mà chúng ta cùng nhìn lại những thành quả của năm đã qua và cùng ấp ủ những ước mơ về một năm mới thành công, tin tưởng vào sự đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh trên chặng đường phát triển phía trước. Năm vừa qua đã là một năm phát triển tốt, nhưng mà với những cái nền tảng của những năm vừa rồi thì tôi nghĩ rằng năm 2020 sẽ là một năm mà Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những cái bước phát triển nhanh hơn, đặc biệt là trong việc vấn đề về sản xuất, phát triển về xuất khẩu. Việt Nam là chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2020 này, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cơ hội
cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hy vọng của tôi trong năm 2020 là các cơ quan ban ngành, đặc biệt là các cơ quan về xúc tiến thương mại sẽ tạo nhiều sân chơi, tổ chức nhiều các hoạt động kết nối, giao thương cho các doanh nghiệp. Từ đó các doanh nghiệp có thể quảng bá được sản phẩm, dịch vụ của mình tới các nước ASEAN và trên toàn cầu một cách tốt hơn. Tôi mong muốn cái sự phát triển của thành phố không những về lĩnh vực kinh tế mà bên cạnh đó là lĩnh vực về văn hóa. Mình phải chăm chút nó nhiều hơn để cho bạn bè thế giới biết về cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mình hy vọng là năm 2020 cũng sẽ mở ra một cái giai đoạn mới là các công ty khởi nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều hàm lượng chất xám trong cái sản phẩm mà các bạn đem đến. Và chính vì vậy các bạn mới mở được những cái cánh cửa ra với thế giới. Các trường đại học chúng ta tiếp thu, vận dụng và làm chủ công nghệ để tạo ra một môi trường hết sức là năng động, hiện đại cho học trò. Tôi cũng như toàn đội thì cũng hy vọng là sẽ cố gắng để tập luyện và nỗ lực để có thể đạt được thành tích tốt nhất để tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Đón chào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành hoàn thành sớm các nghị quyết 01, 02 để ban hành ngay vào đầu năm, kịp thời có những chương trình hành động thiết thực. Năm 2020, các bộ ngành cần không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cơ quan các cấp cần phải chỉ rõ những điểm còn vướng mắc trong văn bản chính sách, còn kiềm hãm sự phát triển, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, đề cao sáng kiến, đóng góp của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Trang 3 báo Người Lao Động có bài viết của tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ, vừa nêu kỳ vọng phát triển kinh tế song hành với văn hóa. Việt Nam hiện có rất nhiều doanh nghiệp thành công, đều có triết lý kinh doanh riêng, đặt nền tảng văn hóa đồng hành cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái chung nhất trên thế giới là những doanh nghiệp thành công đều đặt vấn đề văn hóa kinh doanh lên hàng đầu, không xem thường so với mục tiêu lợi nhuận. Năm 2020, doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy tinh thần này, tăng cường xây dựng, củng cố văn hóa doanh nghiệp để mỗi bước phát triển đều mang tính bền vững. Bản tin sáng tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam, đến chào xã giao trước khi đội tuyển lên đường dự vòng chung kết U23 châu Á. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bày tỏ trân trọng trước những đóng góp của huấn luyện viên Park đối với đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam suốt thời gian qua, đặc biệt đối với thành tích huy chương vàng SEA Games 30, đồng thời khẳng định huấn luyện viên Park cũng đóng vai trò như một vị đại sứ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tình yêu bóng đá của hàng triệu người dân Việt Nam tiếp thêm động lực to lớn cho cả đội tuyển đạt được những thành tích cao. Cùng với thế hệ cầu thủ hội tụ đầy đủ các yếu tố đoàn kết, tự trọng, thông minh và bất khuất, đây là nền tảng vững chắc để xây dựng nên một đội hình hoàn chỉnh. Đội tuyển Việt Nam sẽ đến Thái Lan vào chiều nay để tham gia vòng chung kết U23 châu Á. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung. Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động được các cấp công đoàn hưởng ứng, triển khai sâu rộng, phù hợp từng đối tượng công chức, viên chức, công nhân, người lao động. Đã có 691 đề tài nghiên cứu khoa học và 1.965 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, người lao động được áp dụng thành công, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và làm lợi trên 16 tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
nhiều chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực trong chăm lo người lao động cũng được thực hiện, như Tết sum vầy, tấm vé nghĩa tình, thăm hỏi tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị cần phát huy trí tuệ của công nhân, viên chức, người lao động trong tham gia góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 5 tập thể và bằng khen cho 12 tập thể. Liên đoàn Lao động thành phố tặng cờ thi đua cho 28 tập thể và bằng khen cho 55 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thành phố năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội cho một số cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên. Đồng chí Lê Thanh Liêm đã trao quyết định nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho ông Nguyễn Văn Trực, chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Nguyễn Văn Dụ, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm ghi nhận những cống hiến, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của cơ quan đơn vị nói riêng, của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, của đồng chí Nguyễn Văn Trực và Nguyễn Văn Dụ. Đồng thời mong rằng hai đồng chí dù ở vai trò vị trí nào vẫn sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển của địa phương và thành phố trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phân công ông Trần Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên, phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên, đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng Tour 2 mở đầu cao trào đồng khởi ở Nam Bộ diễn ra vào chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa, tầm vóc, vai trò của Chiến thắng Tour 2 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là lần đầu tiên hội thảo về sự kiện Tour 2 được tổ chức ở cấp quốc gia, tập trung nghiên cứu, kế thừa, phát triển kết quả nghiên cứu khoa học thời gian qua, cung cấp thêm một số tư liệu, tài liệu, làm rõ một số sự kiện trên cơ sở của những tư liệu, nhận thức và bối cảnh mới. Đến thời điểm này, ban tổ chức đã thu được trên 70 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội và một số địa phương để biên tập xuất bản sách phục vụ hội thảo. Ngoài những vấn đề chung, các tham luận khoa học tập trung vào các nội dung, khẳng định chủ trương sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, đồng thời làm sáng tỏ sự chỉ đạo chỉ huy nhạy bén sáng tạo của xứ ủy Nam Bộ và Ban quân sự miền Đông trong trận tập kích Tour 2, làm rõ tinh thần ý chí chiến đấu, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong trận Tour 2. Vai trò đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trên các chiến trường, phối hợp trực tiếp là lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh, đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị của chiến thắng Tour 2, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 tại tỉnh Tây Ninh và là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Tour 2, 26 tháng 1 năm 1960, 26 tháng 1 năm 2020. Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến bước chuyển mình đầy mạnh mẽ của thế hệ trẻ Việt Nam. Họ là những người trẻ năng động, tự tin và đầy ắp hoài bão. Họ tự tin bước vào đời với ước mơ được vươn tầm thế giới. Đã có không ít những gương mặt nổi bật với nhiều thành công trong các lĩnh vực như là kinh doanh, khởi nghiệp công nghệ, hoạt động xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục, nghệ thuật, giải trí, thể thao tại Việt Nam. Hơn thế nữa, ngày càng có nhiều người trẻ dám thử sức mình với nhiều lĩnh vực mới. Vài năm trở lại đây, trong lĩnh vực thương mại điện tử, các doanh nghiệp đang đồng loạt đẩy mạnh kênh bán hàng mới, kể cả trên fanpage, Facebook và các ứng dụng di động. Nắm bắt xu thế đó, anh Hàng Minh Lợi và các cộng sự đã phát triển ứng dụng Okiva. Đây là sàn thương mại điện tử livestream video độc lập đầu tiên tại Việt Nam, không dựa vào nền tảng livestream của Facebook hay YouTube, giúp việc mua bán trực tuyến giảm thiểu thao tác khi giới thiệu sản phẩm và việc chốt đơn hàng không bị mất từ những khách hàng tiềm năng. Kỳ vọng sắp tới Okiva là trong vòng 5 năm tới sẽ trở thành top 10 trong sàn hàng thương mại điện tử ở Việt Nam và tiến xa hơn với việc mở rộng ra các thị trường trong khu vực và thế giới.
Không chỉ lĩnh vực công nghệ sáng tạo mà lĩnh vực nông nghiệp cũng được nhiều startup Việt quan tâm. Đáng chú ý là đã có rất nhiều dự án khởi nghiệp tận dụng nông sản địa phương kết hợp với ứng dụng công nghệ trong chế biến, nuôi trồng nông sản làm gia tăng giá trị nguồn tài nguyên quê hương, mang đến một luồng gió mới cho thị trường nông sản Việt. Điển hình như startup Nguyễn Ngọc Hương với dự án khởi nghiệp bột rau sấy lạnh từ các loại rau tươi như rau má, diếp cá, tía tô, chùm ngay, trà xanh. Ngọc Hương chế biến thành dạng bột với công nghệ sấy lạnh tiệt trùng, giữ nguyên vẹn hương vị gốc và màu sắc tự nhiên của rau. Hiện tại công ty của chị đang cung ứng cho thị trường trong nước khoảng 15 tấn bột rau các loại với doanh thu hơn 5 tỷ đồng mỗi năm. Chặng đường phát triển hơn 3 năm qua thì doanh nghiệp của chúng tôi đã chuẩn hóa được cái quy trình và có thể khép kín được, đảm bảo cái sản phẩm này được an toàn về nguồn gốc cho người tiêu dùng, an toàn về cái quy trình sản xuất. Trong 3 năm vừa qua thì tốc độ tăng trưởng cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là tăng rất nhanh, khoảng gấp 3 lần. Thì riêng năm 2019 so với 2018, một con số ví dụ như là chúng tôi năm ngoái thì hỗ trợ được khoảng 2.000 các cái dự án khởi nghiệp, thì năm vừa rồi lại lên tới khoảng 2.400. Chúng ta đã đưa được rất nhiều startup đi ra toàn cầu để thử sức và cũng đã gặt hái khá nhiều thành công với nhiều bất ngờ và với rất nhiều niềm tự hào. Có nhiều quỹ đầu tư đã đầu tư vào Việt Nam và cái lượng giao dịch cũng tăng khá cao. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ biết ước mơ mà còn hành động để hiện thực hóa ước mơ của mình. Họ dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt và dũng cảm với lựa chọn của mình để mang lại giá trị cho bản thân và xã hội, hứa hẹn mang một hình ảnh Việt Nam mới ra thế giới. Chuyển biến về nhận thức, từ đó có những chương trình hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường là dấu ấn rõ nét nhất sau một năm thực hiện chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Ghi nhận tại phường Thảo Điền, quận 2 là một trong 21 phường xã thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch vừa được thành phố công nhận tại lễ tổng kết một năm thực hiện chỉ thị 19. Phường Thảo Điền là địa bàn dân cư có số lượng người nước ngoài sinh sống đông, chiếm 1/4 dân số, tập trung tại các chung cư, căn hộ cho thuê. Vì vậy, phường đã thực hiện in tờ rơi tuyên truyền, miên dán phân loại rác dưới hình thức song ngữ, gửi đến từng hộ gia đình và các khu vực công cộng cho người nước ngoài, cùng đồng hành thực hiện chỉ thị 19. Đa số phần lớn là hộ dân chấp hành thông qua người giúp việc hộ gia đình, tuyên truyền lại, giải thích lại hộ gia đình, thì họ cùng với phường, cùng với khu phố, cùng với cái tổ tự quản để thực hiện tốt công tác phân loại từ nguồn. Và cũng họ ý thức rằng họ cũng có phối hợp kết phường là thực hiện những cái việc ra quân dọn dẹp lòng lề đường để cho rác. Hiện giờ trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình chúng tôi luôn ý thức cùng người dân thành phố sử dụng túi ni lông tự hủy thay cho túi ni lông thông thường để bảo vệ môi trường sống xung quanh. Qua một năm thực hiện chỉ thị 19 về cuộc vận động, người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, phường Thảo Điền đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiết thực cụ thể như cung cấp thùng rác 2 ngăn cho các hộ gia đình, thực hiện phong trào 15 phút vì Thảo Điền xanh sạch đẹp, ra quân dọn dẹp rác trên các tuyến đường, kênh rạch, nạo vét khơi thông cống rãnh, thực hiện lưới chắn rác, xây dựng các tổ tự quản với lực lượng nòng cốt chính là người dân địa phương. Và cái ý thức của người dân đã dần dần, nói chung đã thấm dần và đã hiểu dần là phân loại rác tại nguồn thì được những gì, ích lợi những gì, về bảo vệ môi trường thì được cho ai và được lợi cho bản thân họ. Cho nên là người dân thì là họ đã có cái ý thức là phân loại từ trong gia đình và họ cũng đã dùng bao ni lông tự hoại. Sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 19, phường Thảo Điền đã tuyên dương và khen thưởng các khu phố, cá nhân và tập thể thực hiện tốt cuộc vận động. Đây cũng là động lực để các đơn vị cơ sở tiếp tục phấn đấu sáng tạo thêm nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để góp phần bảo vệ môi trường thành phố. Giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2019 của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao cho 30 tác phẩm thuộc nhiều nhóm thể loại báo chí được chọn lọc từ nhiều tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo đài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 196 tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể, cơ quan báo chí trung ương và địa phương thuộc các thể loại phóng sự, ghi chép, bút ký, bài phản ánh, phóng sự ảnh, chương trình phát thanh truyền hình. Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 6 giải B, 10 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Phát biểu chúc mừng các tác giả đạt giải, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các tác giả. Các tác phẩm năm nay đã phản ánh toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, có nhiều nét mới về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố ở các lĩnh vực,
phong phú về chủ đề, đa dạng về loại hình, sâu sắc về nội dung, hình thức thể hiện có nhiều nét mới. Tham gia thể loại báo hình năm nay, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một giải A và một giải khuyến khích. Phần cuối của bản tin sáng nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một số chính sách có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020. Trong đó có nhiều văn bản chính sách pháp luật mới tác động đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, như là tăng lương tối thiểu vùng, tăng mức phạt vi phạm về đất đai, luật phòng chống tác hại của rượu bia, phải đối xử nhân đạo với vật nuôi. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng một tháng so với quy định hiện hành. Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Ngoài việc điều chỉnh lương cho người lao động, doanh nghiệp còn phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, chính thức cấm ép người khác uống rượu bia. Đây là nội dung nổi bật tại luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Một số hành vi khác bị nghiêm cấm như cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia và đặc biệt cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ. Từ ngày 5 tháng 1 năm 2020, tăng hàng loạt mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trong đó đáng chú ý là nhiều vi phạm về đất đai có thể bị phạt lên đến 1 tỷ đồng như là lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, tự ý chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở. Phải đối xử nhân đạo với vật nuôi, cấm đánh đập hành hạ vật nuôi là những nội dung mới tại luật chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đồng thời luật cũng quy định khi giết mổ vật nuôi phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi, phải có biện pháp gây ngất trước khi giết mổ. Luật thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bổ sung nhiều nội dung mới về phạm vi điều chỉnh, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương mại, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của phạm nhân đang chấp hành án, đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo tinh thần hiến pháp năm 2013. Luật đầu tư công năm 2019 cũng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Luật mới đã có sự thay đổi cũng như quy định chi tiết cụ thể hơn về các mốc thời gian thực hiện giải ngân vốn, kế hoạch đầu tư, qua đó hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư công ở nước ta. Điểm mới của luật trồng trọt năm 2019 là quy định tổ chức cá nhân buôn bán giống cây trồng cần đáp ứng điều kiện là phải có địa điểm giao dịch hợp pháp và đảm bảo truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng. Luật cũng quy định chiến lược phát triển trồng trọt được xây dựng cho chu kỳ 10 năm, định hướng 20 năm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị khán giả. Mong được tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của quý vị trong năm mới 2020. Một lần nữa, kính chúc quý vị khán giả một năm mới vui tươi và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.